Trước đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng đã có công điện yêu cầu các đơn vị địa phương khẩn trương triển khai các phương án ứng phó với bão số 5. Theo đó, nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, tiếp tục thông báo cho gần 90 tàu thuyền của ngư dân địa phương đang đánh bắt trên các vùng biển, biết được vị trí, hướng di chuyển của bão để tìm nơi tránh trú an toàn. Các địa phương triển khai các phương án ứng phó, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng sơ tán người dân đến nơi an toàn. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 5 để chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.